Nhân văn bền vững, hoạt động với tiêu chí 5 lấy sản phẩm làm trọng tâm. Sau hơn một thập niên vàng phát triển, các tiền rút đã hoàn thiện hệ sinh thái gồm bất động sản dân dụng, bất động sản công nghiệp và bất động sản thương mại. Theo đó, khu dân cư các tường Bắc Thao là một trong những dự án tập đoàn đặt tròn tâm huyết và mong muốn kiến tạo nên một khu dân cư chủ nhật hàng đầu tại Bình Phước.